Vô thấp buồn nhằn cha bà bành cha úc phù sang gắm múc bát cha gà a su căng với cha chăng suốt thằng tấm ma hằng ruồng mắt. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch, không bụi, ta gọi bà la môn. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người đã vượt thoát hai điều, cả thiện và ác tiêu diêu cõi ngoài, không bụi bặm chẳng sầu ai. Những người như vậy thiện tài bà la môn. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Vậy bây giờ thấy tín hiệu của chị Rạng Đông. Dạ, kính mời chị. Xã Thu Lành Thai, phụ nữ tuệ duyên, con kính đảnh lễ lễ Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ cho công đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tùy Nhẫn. Còn Thái Sư Pháp Trang nữa. Con kính đảnh lễ cô tu nữ tuệ duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 412. Vô tả un nhân chá pa bành chá u phô sang gá mu bắc chá gà a sô càng quý ra trăng su tàng tá ma hằng bù mi bra ma năng. Vô tả un nhân chá pa bành chá u phô sang gá mu bắc chá gà a sô càng quý ra trăng Tama hằng trùng mi brahmanang vô ta tuôn nhằn cha bà bành cha u phù sang gá mu bắc cha gà a su càng quý ra trăng su ta hằng tama hằng trùng mi brahmanang. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch, không bụi, ta gọi bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô tà hát bùn nhằn chá bà bành chá u phù sằng gá mu bắc chá gà á sô càng quý ra trần su tà hằng tá ma hằng vù mi bàm ma năng. Người đã vượt thoát hai điều, cả thiện và ác tiêu diêu cõi ngoài, không bụi bặm chẳng sầu ai. Những người như vậy thiện tài bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Thanh Mai Giá, Nam Mô Sao Thai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Trần Nhẫn cùng chư công đức tăng. Kính lễ cô tu nữ tự viên, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn cô tu nữ tự viên cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 412 ạ. Vô tha phun nâng chà ba băng cha út bô sang gia mù bạch cha gà à sô cao vi là chăng sư cung thân ta ma hân thu mì rằng ma năng. Vô tha phun nâng chà ba băng cha út bô sang gia mù bạch cha gà à số căn vi là chẳng suốt thân ta ma hăng vô mì rầm ma năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch, không bụi, ta gọi bà la môn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dù tha bốn năng chà ba băng cha u bô sang ra mùa bạch cha ra à số phi là chăng suốt thân ta ma hăng thu mùi rằm ma năng. Mình đã vượt thoát hai đường, cả thiện và ác tiêu diêu khỏi ngoài, không bụi bặm chẳng sầu ai. Những người như vậy thiện tài bà la môn.
đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và cảm ơn Huynh Quá Thanh Hà đã phát bài, xin gửi mít lại cho sách An Ninh ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Ta Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đầy đức tuệ nhẫn. Các chân đã bắn ra ngoài rồi. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tự Duyên, kính chào quý anh chị. Dạ, cảm ơn quý chị đã cho biết rõ tín hiệu. Con tri ân cô Tự Duyên. Cảm ơn huynh trưởng, con xin phép được cho bài câu pháp cú số 412. Dạ, cảm ơn chị Tâm Phương ạ. 412. Chô tha bu nhanh cha ba ban cha u pho sang ra mu bách cha gà Aso càng quy ra chân xuất thần tập má hằng rù mí rầm má nằng. Vô tha buồn nhanh cha ba ban cha u phô sang ra mũ bách cha gà. Aso càng quy ra chân xuất thần tập má hằng rù mí rầm má nằng. Vô tha buồn nhanh cha ba ban cha u phô sang ra mũ bách cha gà. A sơ căn quy ra chẳng sư thân ta mang ru mi râm ma năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch không bụi, ta gọi Bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Giờ tháp buôn nhanh cha ba ban cha u phu sang ga mu bát cha ga a sơ căn quy ra chăng sư thần ta ma hằng ru mi rầm ma nặng. Vô tha buôn nhanh cha ba ban cha u phu sang ga mu bát cha ga a sơ căn quy ra chăng sư thần ta ma hằng ru mi rầm ma nặng. Người đã vượt thoát hai điều, cả thiện và ác tiêu diêu cõi ngoài, không bụi bặm chẳng sầu ai. Những người như vậy thiện tài Bà La Môn, phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Và đến người Sipuna tiếp theo ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn và con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Vô tháp buồn nhành cha bà bành cha u bồ sa sằng u bồ sằng ca mút bát cha gà á su cần quý ra chần suốt thần ta ma hằng bùm mỹ bầm ma nằng. Vô tháp buồn nhành cha bà bành cha u bồ sằng ca mút bát cha gà a sô càng quy ra chẳng xuất thần ta ma hằng vùng mi brahm ma năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch không bụi, ta gọi Bà La Môn, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô tha buôn nhân cha ba ban cha u po sang cam bu bát cha ga A su khang quý ra chân xuất thần ta ma hăng bùng ni brahm ma năng. Người đã vượt thoát hai điều, cả thiện và ác tiêu diêu cõi ngoài, không bụi bặm chẳng sầu ai. Những người như vậy thiện tài Bà La Môn, Hòa Thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Ta Giá, Nam mô Tham Ma Giá, và Nam mô Sang Kha Giá. Con xin đọc bài pháp cú số 412. Và kính cảm ơn cô Tuệ Duyên, Châu Phan, Rạng Đông và Ái Minh đã cho biết âm thanh rõ. Vô tha buồn nhằn cha ba bành cha u bồ sằng ga mu bát cha gà a sô gần quy ra dằn suốt thần
ta ma hằng rút mi rầm ma nằng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu, sạch không bụi, ta gọi bà La Môn. Và đó là phổ dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người đã vượt thoát hai điều, cả thiện và ác tiêu diêu khỏi ngồi, không bụi bặm, chẳng sầu ai. Những người như vậy thiện tài La Môn. Và đó là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Di Đức ạ. Yo tha bun nhân cha pa panh chang o po sang gang mu pat cha gang a so kham quy ra dân su thân ta mang ru mi ram mang. Yo tha bun nhân cha pa panh chang ô phô sân ga mù phân cha gàng a số khâm quy ra dân buôn chuột thăng ta mang ru mi râm ma năng. Dạ con đã đọc xong câu phúc cú số 412. Dạ kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, không biết là con có vậy có nghe con nói không ạ? Do màn hình của con nó mạng yếu, nó mất hết nửa màn hình rồi con không thấy vậy. Ở con quay, con kéo xuống con quay rồi con đọc nữa. Mất hết rồi, nó còn có một chút xíu à. Dạ con xin đọc câu pháp cú 412. Yo tha bun nhân cha ba ban cha upho sang ga mut bat cha ga aso kang vi ra chang xuất thành ta ma hành ro mi ram ma nang. Yo tha bun nhân cha ba ban cha upho sang cha múc bát chá gà á sô càng ví đá chàng xuất thành tá má hàng rồ mi rầm má nàng. Dạ con xin tặng kệ. Vô tha buôn nhan chà ba ban chá ô phô xanh kha múc bát chá gà a số canh vi ra chanh số thanh ta mang rô mi râm ma năng. Vô tha buôn nhân cha ba ban cha u phô sang kha mục ba cha gà a số canh vi ra chanh số thanh ta mang rô mi râm ma năng. Người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch không bụi, ta gọi bà La Môn. Đây là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người đã thoát hai điều, cả thiện và ác tiêu diêu cõi ngoài, không bụi bặm chẳng sầu ai. Những người như vậy thiện tài bà La Môn. Đây là của Hòa Thượng Giới Đức đã viết. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn sư Trần Phụng. Nam mô Bích Tha giá một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư trung đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn răng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ còn một phút nhưng mà Nhật Quỳnh muốn đọc kinh pháp sư sớm, nhà đạo tràng chúng ta nghe pháp sớm để được nghỉ đúng giờ. Dạ con kính bạch chỉ đại đức đại nhẫn, hôm nay giờ ở bên Mỹ nó đã đổi rồi, tức là 8 giờ ở room này thì 8 giờ room kia cũng mở. Con cung thỉnh sư cho chúng con nghe pháp sớm. Dạ Nam mô Bích Thai giá. Nhật Quỳnh kính cảm ơn sư Trần Phụng, sư Tâm Hương, sư Thi Na, cô Ai Minh, sư
Trần Đạo, Thích Trần Đông, cô tu nữ Tệ Duyên đã hoan hỷ lên ông ngoại, và con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhân đã tuyên phong ông bài pháp cứu kinh số 412. Bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được nghe đại đức Tuệ Nhân thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, cờ năm thầy trinh dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn, rồi tỏ mở mang giao pháp 45 hà giặc quẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi gấp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhận từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cứu kinh số 413. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một quý học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, trước khi vào bài pháp, chúng con xin cùng với đại chúng nghiêm tịnh thân khẩu ý để tôn kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang phivadeni svakhato phagavata thammo thammang namasami supatipanno phagavato savaka sangho sanghang namasami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài thật xứng đáng là thầy cho chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm nơi quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành gieo những hạt giống đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng nghiệp lực của mình, và nhất là thành tựu được các ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo, chấm dứt luân hồi khổ đau. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa, đông vương, càng thác bà, xuất sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, diêm chúa, ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi, xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa. Và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ và tất cả đạo Phật tử ở gần ở xa, xin quý vị tùy phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa trong diệu pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay chúng ta lại tục học về phẩm Bà La Môn. Phẩm này thì nói đến tất cả các vị thánh, chư thánh tăng nơi giáo pháp của Đức Phật. Và cũng chúng ta học thì nói đến ở đây là các vị A-la-hán, thì chúng ta đạo quả, chúng ta đã được học cái chữ chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta thì chưa có
Cái đó nên là chúng ta cần phải nắm rõ cái con đường. Đó là điều cốt tủy nhất mà chúng ta luôn luôn phải nhớ. Chúng ta đừng đi quá xa. Khi mà mình không có cái gì hết thì cái đó chúng ta bị chìm trong cái ảo tưởng. Mà thực sự mình không có hiểu gì cả. Thì đó là rất là nguy hiểm. Bây giờ thì chúng con xin đi vào câu kệ số 413. Câu kệ số 413 Pali là chân đăng quá vi mắt năng xuất thăng vipassana mana vi năng. Năng đi thác quá phá rích khi dân tam hằng ru mi ram năng. Ở đây ngài Ý Chánh Đánh Đá ngài dịch văn xuôi là như mặt trăng không lấm nhơ. Chúng ta biết là mặt trăng thì không có bị cấu quế. Mặt trăng thì ở rất xa và cao. Và chúng ta thường có những cái đêm tối thì chúng ta biết là mây nó trôi, chứ mặt trăng thì không thể bị cấu quế được. Thì ở đây cũng ví cho tâm thanh tịnh của các bậc phạm hạnh đã tẩy trừ được vô minh. Như mặt trăng không có lấm nhơ và trong sạch. Người thanh tịnh không vẩn đục, có sự vui thích và sở hữu, và hữu đã được hoàn toàn cạn kiệt. Hữu ở đây chính là nghiệp tái sanh. Và tâm của chúng ta nó không còn năng tăng, không còn suy nghĩ khát khao về những cái hình thức tái sanh nữa. Vì các bậc A-la-hán đã biết là thế giới này chỉ có các cái tính chất của pháp nó như vậy thôi. Có sanh ra thì cái cứng thì nó vẫn là cái cứng, cái mềm thì vẫn là cái mềm thôi. Cái thân thức nó chỉ kinh nghiệm cái cứng cái mềm. Dầu nó ở, dầu cái thân thức nó có sanh ở cõi phạm thiên, cõi chư thiên, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi Atula, dầu là người hèn, người cao, người thấp, người thông minh, dầu là các bậc thánh, thì cái thân thức nó cũng chỉ kinh nghiệm cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Nó không có ý nghĩa gì cả. Mà cứng, mềm, nóng, lạnh nó chỉ là cái tính chất của tứ đại. Vậy thôi. Nói tới đây chắc quý vị đã thanh tịnh một phần rồi đó. Chỉ cần khi mà chúng ta nói lên cái giáo pháp của Đức Phật đúng một cái đó, là người nghe sẽ thấy ra như vậy thì đã vô lượng kiếp sinh ra chỉ kinh nghiệm cái cứng cái mềm này, và ngày mai thức dậy hay kiếp sau thức dậy hay tái sanh đi đâu chăng nữa thì cái thân thức cũng chỉ kinh nghiệm cái cứng cái mềm, cái nóng cái lạnh. Và đã vô lượng cái cứng cái mềm này được thức, thân thức kinh nghiệm và thân cũng diệt đi vô lượng rồi. Thân thức của ngày hôm qua thì không phải thân thức của ngày hôm nay, cái cứng của ngày hôm qua thì không phải cái cứng bây giờ. Nhưng mà cái tính chất cứng, cái tính chất cứng bây giờ nó không phải là tính chất của ngày hôm qua. Do vậy mà cái cứng nó được ngày hôm qua thì cái cứng nó được suy nghĩ về theo cái chiều hướng của cái cứng ngày hôm qua. Và hôm nay chúng ta xúc chạm cái cứng thì chúng ta lại suy nghĩ cái cứng này theo cái suy nghĩ của ngày hôm nay. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là không có một con người, một ai ở trên đời mà chỉ có cái sự thật, các cái bản chất của pháp. Rồi cái thấy cũng vậy, cái thấy dầu ở phạm thiên, chư thiên, loài người, vua chúa hay là ở dưới biển sâu, biển cả, thì cái thấy cũng chỉ thấy đối tượng thị giác. Và cái thấy cũng diệt đi, quá khứ cũng đã là như vậy, hiện tại cũng là như vậy và tương lai cũng là như vậy. Cái thấy bây giờ thì không phải là cái thấy hôm qua, bởi vì cái thấy của ngày hôm nay nó kinh nghiệm cái đối tượng thị giác của hiện tại.
và rồi nó lại diệt đi, bởi vì nó chỉ là những cái sát na vô cùng ngắn ngủi. Quý vị có thấy được điều đó không? Nghe thôi là đã ít có người nghe tới rồi phải không? Mặc dù chúng ta học diệu pháp, chúng ta thuộc cả tham tạng cũng có đó, nhưng mà chúng ta có thực sự nghe đi nghe lại, có thực sự nhớ đi nhớ lại về cái khoảnh khắc của cái thấy để hiểu biết chúng là quả của nghiệp, để thấy chúng là vô thường, vô ngã và vô nghĩa không? Để thấy được rằng đối tượng thị giác nó chỉ là cái màu của tứ đại hay không? Nó thật là ảo ảnh. Và thực sự là chúng ta đang sống trong cái giấc mơ hết kiếp này cho tới kiếp khác. Nếu không có giáo pháp của Đức Phật, nếu các bậc thánh tăng không để lại những lời dạy thâm sâu, nếu không có các bậc chí nối truyền từ đời này qua đời khác, chúng ta mãi mãi chìm trong vô minh, chìm trong đau khổ. Chúng ta cần phải nhớ cái điều đó. Khi mà chúng ta thấy được như vậy thì cái tâm của chúng ta nó sẽ không còn bám chấp vào nữa, thì cái cấu uế nó được lọc sạch đó. Như mặt trăng không lấm nhơ và trong sạch, người thanh tịnh không vẩn đục, có sự vui thích và hữu đã được hoàn toàn cạn kiệt. Khi mà thấy các pháp vũ vi vô thường như vậy thì cái hữu nó hoạt động ở bên trong nội tâm của chúng ta đó. Các cái dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu nó được tận diệt. Vô minh nó diệt thì những cái này nó diệt. Ta gọi là vị ấy là Bà La Môn. Chân đăng quá quý mát năng xuất thăng quý phát sanh nát mát na quý năng năng đi phá quá phá rích khi năng. Từ chân đá là chúng ta biết về chân đá. Chân đăng là chỉ cho mặt trăng, là một cái danh từ nam tánh. Ở câu kệ này thì chia theo đối cách. Và chúng ta biết là mặt trăng á, ở Việt Nam của chúng ta thì vào tháng 9, từ tháng 9 cho tới tháng 3, tháng 4 á, thì cái bầu trời quang mây tạnh thì mặt trăng rất là sáng. Mặt trăng trăng mùa thu mới lại trăng qua rằm tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 thì rất là sáng. Chỉ cho mặt trăng. Vi ma năng, cái từ vá thì chúng ta biết rồi, là ví như hả? Vi ma năng là cái từ ma ná, tiếp vị đầu ngữ của nó là ví, nó là một cái tính từ nam, nó thuộc về nam tánh, và ở câu kệ này cũng chia theo đối cách là không có lấm nhơ hay là không có cấu uế đó. Nếu mà nội tâm thì là không cấu uế. Tiếp động đối quý tức là không, hay là khỏi, hay là lìa xa, rời khỏi. Từ má nó là một cái danh từ trung tánh chỉ cho vết nhơ hay là ô nhiễm ở nơi tâm. Vipassana là một cái quá khứ phân từ thuộc về nam tánh, và câu kệ này chia theo chủ cách, chia theo đối cách chứ, là đã được thanh tịnh. Vipassi đắc tí là một cái động từ của nó, căn của nó là căn sát. Tiếp đầu ngữ của nó là quý cộng với pháp, nó biến thể ra là làm cho sáng rạng. Cái nghĩa của nó là sáng rạng, làm cho sáng rạng, tỏ ra. A la quý lá là một cái tánh từ nam tánh. Còn cái từ xuất thăng là chúng ta biết là xuất thăng là xuất thí đó, chỉ cho thanh tịnh, xuất thắng. Tính từ nam tánh chia theo đối cách là không còn vẩn đục,
tâm không còn bẩn đục, tâm của vị A-la-hán thì không còn bẩn đục, không còn vô minh, không còn tham ái, không còn phóng dật, không còn si mê, không còn ganh tị tật đố, không còn các sở hữu bất thiện sanh ở nơi tâm của các ngài. Tiếp đầu ngữ an hay lá chỉ cho có nghĩa là không. A quý ná là một cái tính từ, cái nghĩa của nó là vẫn đục. Tiếp theo nữa là từ năm đi phá quá, parakhi tăng, parakhi tăng. Năm đi cộng với phá quá, cộng với parakhi ná. Nó là một cái nhóm từ hay là một cái hợp từ. Và thuộc về nam tánh, và câu kệ này chia theo đối cách là người có sự vui thích và hữu đã được hoàn toàn cạn kiệt. Hữu ở đây tức là cái sự hoạt động hướng đến những cái sự sanh hữu của dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là còn gọi là nghiệp hữu. Và tâm của các ngài hữu không còn sanh được nữa. Tâm nó không còn hướng đến sanh tử bất động. Ngài thấy được cái sự giải thoát, nên là cái sự vui thích. Vui thích ở đây không phải là vui thích trong ái dục, mà vui thích trong cái sự hân hoan nhẹ nhàng, không có bị phiền não chi phối bởi sanh tử. Vậy chúng ta thấy cái gì sanh tử? Ngũ uẩn sanh tử. Không có ai sanh tử ở đây cả. Tất cả thế giới này và thế giới khác chỉ có ngũ uẩn sanh ra và ngũ uẩn diệt đi. Ngũ uẩn bị chấp thủ, và rồi chính chấp thủ lại sinh ra ngũ uẩn theo cái hình thức nghiệp tạo ra quả. Như vậy không có một ai hay một ai ở trên đời này, mà chỉ có các pháp hữu vi sinh và diệt, và pháp vô vi tức là niết bàn tịch diệt mà thôi. Nên là không có người tu thiền, nhớ như vậy, không có người tu thiền. Không có người tạo nghiệp, mà chỉ có nghiệp được tạo do duyên mà thôi. Không có người chấm dứt khổ đau, mà chỉ có pháp chấm dứt khổ đau mà thôi. Như vậy để chúng ta thấy chúng ta càng làm một cái gì đó, nếu chúng ta không hiểu, không khéo nghe về pháp riêng sinh, là chúng ta bị cái bẫy của tà kiến ngay lập tức, vì chúng len lỏi vào mọi khía cạnh của đời sống, chúng ta rất dễ bị lầm lạc trong tà kiến. Và ai họ cũng lấy giáo pháp của Đức Phật, và chúng ta nghe như là nghe một cái là chúng ta lúc nào cũng tin theo liền, và chúng ta thấy đúng mà, rất là đúng mà, phải không? Nhưng mà cái đúng đó là cái đúng theo cái sự hiểu biết tà kiến của chúng ta thôi, không phải cái đúng của chi kiến về duyên sanh. Cái chi kiến về pháp duyên sanh làm sao ai đó có thể ngồi mà tạo ra được trí tuệ, tạo ra được chánh niệm? Không có chuyện đó xảy ra bao giờ hết. Làm sao có một cái phương pháp thực hành cụ thể nào đó mà sanh ra chánh niệm, sanh ra tỉnh giác được? Nếu có như vậy thì pháp quá dễ dàng, phải không? Thì trên đời này không có con người, không có chúng sanh nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ai ai cũng thấy quá khổ đau hết á. Nếu mà có điều kiện thực hành mà họ tạo ra được trí tuệ đó, thì ai họ cũng tạo ra được trí tuệ hết. Nên là chúng ta thấy chỉ có các duyên của các pháp, hễ mà đúng duyên, đủ duyên cho pháp nào đó hiện khởi thì pháp đó sẽ hiện khởi. Còn không đủ duyên cho pháp nào đó
thì pháp đó sẽ không bao giờ hiện khởi. Làm sao có thể ai đó ngồi ở đó rồi chú tâm vào cái này, chú tâm vào cái kia sẽ đắc được thiền? Nếu như mà không hiểu các pháp thì chúng ta cần phải rất rõ cái điều này. Còn một khi mà chúng ta đã hiểu được các pháp rồi thì chúng ta có cần phải làm gì thêm nữa không? Chúng ta phải tự đặt cái câu hỏi rất là lớn cho cuộc đời của mình. Thường thường chúng ta bị lấu chính bởi cái gì quý vị biết không? Chúng ta không có chú trọng để nghiên cứu một cách thật là tốt đẹp, đúng mức cái lời dạy của Đức Phật, và chúng ta cứ dựa dẫm vào người khác là nhiều. Và ai nói cái gì về cái gì chúng ta thấy thì chúng ta chạy theo, chứ chúng ta không có cái chi kiến để nhận biết rõ được. Và nếu cái thực tại đó không đang xảy ra thì liệu có cái hiểu biết về nó không? Nếu mà tham nó không có sanh ra ở lúc mà nó sanh ra mà chúng ta không biết gì về nó thì liệu có hiểu biết không? Còn lúc mà tham nó không có mặt thì chúng ta lại nói về tham thì liệu chúng ta có hiểu biết gì về tham không? Chắc chắn là không thể. Và chúng ta luôn luôn sống trong tưởng, sống trong ảo mộng là như vậy, chứ không sống được trong thực pháp. Khi mà chúng ta có dám quay đi quay lại với khoảnh khắc này hàng vô lượng lần để chỉ nhận ra được thực sự chúng là pháp vô thường do duyên không? Hay là chúng ta cứ chạy mãi theo những cái câu chuyện của pháp? Chúng ta là những người lội ngược dòng. Nếu mà chúng ta không lội ngược dòng thì chúng ta sẽ không thoát được dòng đời. Dòng đời cũng chỉ chìm trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm và cuốn theo những cái câu chuyện, những cái bóng ảnh của chúng mà thôi. Và người con của Đức Phật là những người chỉ đi ngược dòng đời, cũng là thấy biết được những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm này để nhận ra những cái yếu tố này đã bị chấp ngã, đã bị vô minh che khuất, chứ không có gì hết. Quý vị thử đi tìm mãi mãi xem quý vị có tìm thêm cái gì ở thế giới này ngoài cái đối tượng thị giác và cái thấy, ngoài cái nghe và âm thanh, ngoài cái mùi và cái ngửi, ngoài cái vị và cái lếm, ngoài cái xúc chạm và cái thân kinh nghiệm cái xúc chạm đó. Rồi những cái suy nghĩ thì suy nghĩ về những cái điều đó. Như vậy thế giới này chỉ là đất, 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 đất. Tất cả những cái gì chúng ta đam mê, chúng ta sầu muộn, chúng ta ưu bi đều chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió, là màu, là mùi, là vị, là dưỡng chất, là vô tri vô giác, không có con người hay cái gì cả. Và chúng ta có cảm thấy rằng nước mắt của chúng ta đã khóc cho đất, cho nước, cho lửa, cho gió,
cho màu, cho mùi, cho những cái pháp vô tri vô giác này như biển cả, như biển cả. Xương mà chúng ta trải dài trong các kiếp sống cao hơn là núi Tu Di. Nhưng mà liệu có ai đặt niềm tin vào giáo pháp của Đức Phật về những cái thấy nghe ngửi nếm được sụng xúc chạm, chính chúng là quẩn, là xứ, là giới, là đế hay không? Hay là chúng ta đặt niềm tin vào trong cái câu chuyện không, chúng ta không tìm được cái gì nữa đâu. Ngày mai cũng vậy thôi. Ngày mai chúng ta thức dậy cũng cái thấy thức dậy, cái nghe thức dậy, cái ngửi thức dậy, cái nếm thức dậy, cái xúc chạm thức dậy, tham sân si lại thức dậy. Chút nữa chúng ta ngủ say, tất cả những cái thế giới đó biến mất hoàn toàn. Chúng ta không còn nhận biết gì về mình, về tôi ở đâu, về tài sản, về con cái, về chồng, về vợ, về tiền, về bạc nữa. Tất cả những thứ đó đều bị lãng quên, vì không có cái gì là của chúng ta cả. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì tâm của chúng ta nó bớt cái sự bẩn đục. Nandi đi pha hóa parikhi năng, từ nandi cộng từ pha hóa và parikhi năng là một cái nhóm từ. Từ nandi là một cái danh tính từ thuộc về lữ tánh, chỉ cho sự thích thú. Khi các ngài vui thích cái sự giải thoát khỏi cái sanh tử rồi, khỏi các khổ rồi. Pha hóa, căn của nó là căn phu, là một cái danh từ nam tính, là sanh hay là hữu hay là trở thành. Sanh hữu hay trở thành, tức là ngũ uẩn của các ngài, ngài biết kiếp này tận diệt hoàn toàn, nó không có trở thành cái ngũ uẩn nào mới nữa trong tương lai nữa. Dạ đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của sư, con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn sư đồng. Và một lần nữa con cung thỉnh sư cầm mic trở lại. Và sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Hà gia. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn Sẵn Đông. Vậy là sư không nghe được rồi. Cảm ơn Tina, cảm ơn Trúc Phan. Vậy là sư không nghe được rồi. Làm sao đây? Quý vị, sư nói mà sư không có, sư giảng mà sư không có nhìn màn hình. Và có người hỏi Nhật Quỳnh là sư đã giảng tới từ vựng chưa, thì sư
Nhật Bình nói là chưa. Dạ. Do lý do này sư không có nhìn màn hình nên cô ấy Minh đã chắc từ vựng xong rồi, chạy đi mục tiêu luôn rồi. Dạ, sư rất mít mà giờ nít sư còn trên này. Làm sao đây cho Phan? Cho Phan có biết cách giải quyết không? Alo, alo. Cho Phan có biết cách giải quyết như thế nào không? Dạ, kính chào Sati Amata về vào đạo tràng. Dạ, bây giờ làm sao đây? Vinh Quát Thanh Hà Xích Rạng Đông. Đích sư còn đây mà âm thanh sư không nghe được, cũng không thấy tín hiệu của sư. Alo, alo. Dạ. Báo sư ra. Báo sư ra. Quỳnh Quát Thanh ơi, làm việc đó giùm Nhật Quỳnh đi. Quỳnh Quát Thanh á, Quỳnh Quát Thanh á, làm giùm Nhật Quỳnh đi. Để đạo tràng im ru rồi mọi người, rồi mọi người sẽ tưởng là đừng vì mình hư, máy mình hư, cứ chạy suốt. À, Quỳnh Quát Thanh á còn trước máy không? Có nghe âm thanh Nhật Quỳnh không? Yeah. Không có Quỳnh Quát Thanh Á rồi, Nhật Quỳnh làm không có được rồi. Dạ. Cảm ơn cậu tỷ phú. Vậy tạm thời Rạng Đông ơi, Rạng Đông cầm mít đi, chờ đợi khi nào qua sư ra, khi chợ vào thì tính với bây giờ. Nhưng Nhật Quỳnh cầm mít hoài không có được đâu. Rạng Đông đưa bàn tay lên đi Rạng Đông. Alo, mời Rạng Đông nha. Dạ, mời Rạng Đông để băng đi, chứ biết nói gì, nói một hồi là nó chết luôn. Rồi rồi, Quỳnh Quát Thanh Á bao sư ra rồi. Dạ, rồi Quỳnh thỉnh sư vào nha, Quỳnh xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, trong khi chờ đợi Rạng Đông ơi, đưa bàn tay lên cầm mít bực chút đi Rạng Đông ơi. Có thể để cái băng nào giờ chưa vào thì mình sẽ tắt đi, chứ giờ chưa vào được. Quỳnh Quỳnh Thanh Á mời 3 lần rồi. Rạng Đông có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, Rạng Đông ơi. Rồi,
Và chừng nào sư vào thì mình xuống mít, mấy thêm băng hả? Dạ, như giá như mình xuống mít. Cùng tin tâm đức tâm thân thân cha dạ. Con thấy đại đức đại nhận thả vào rung rồi, sư có nghe được âm thanh con không Phật sư? Nếu sư nghe được âm thanh con cung thỉnh sư cầm mít ra. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ con thỉnh sư cầm mít bạch sư, chúng con chưa nghe được âm thanh của sư. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Cảm ơn sẵn đồng. Sư có nghe được âm thanh của con không? Sư cầm mít dừng. Dạ, chúng con chưa nghe được âm thanh của sư à. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Sư cho con một tín hiệu ạ. Rồi, mai sư có vấn đề rồi quý vị. Dạ, con xin được xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, bây giờ sư không cầm mít được, chúng con không thể để băng như vậy, không để ma rôm như vậy. Tạm thời con để băng một chút xíu, khi nào mà sư cầm mít được, sư cho con một tín hiệu, rồi mời Đặng Đông nha. Sa-ka-de-gu-tang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 -
Dạ thưa quý vị nghe rõ chưa? Dạ tốt rồi. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, cái câu kệ này nói đến ngài Tỳ khưu Chandapha, nói đến vị Chandapha ngài đắc quả A La Hán. Và ở đây thì Đức Phật dạy cho ngài về quán về thân thể trượt. Và chúng ta biết rằng là chúng ta rất là ái nhiễm về cái thân của mình. Về cái thân của mình. Hầu như lúc nào chúng ta cũng cho cái thân mình là đẹp. Khi mà chúng ta tiếp xúc với ai, trước khi tiếp xúc, thì chúng ta thường trang điểm, chúng ta thường có những cái cử chỉ về thân, chúng ta thường tạo dáng. Và thường ai cũng chấp thủ cái thân này.
Nhưng mà cái thân này, nó chỉ là những cái tính chất tứ đại, và cái tứ đại đó rất là dơ, rất là bẩn thỉu. Cái thân này từ khi vào bào thai mẹ thì nó được lương gá vào tinh cha, vào huyết mẹ, vào cái sắc nghiệp tạo. Và chúng tắm mình ở trong đó qua 9 tháng 10 ngày thì các căn đầy đủ. Từ những cái tinh dịch của người cha và những cái máu huyết của người mẹ rồi dần dần trở thành những cái phôi, rồi trở thành những cái máu loãng, rồi trở thành những cái thịt nước đặc mềm, rồi trở thành những cái miếng thon, rồi bắt đầu hình thành đến xương, hình thành đến đầu, mắt, tay, chân, các căn này. Và rồi khi sanh ra thì cũng đắm mình trong cái bụng của mẹ đầy mũ máu tanh hôi. Và rồi lớn, khi sanh ra thì được cơm cháo nuôi dưỡng ngay từ buổi đầu thì bú sữa của mẹ, nhưng vài tháng sau thì bắt đầu ăn cơm, ăn cháo, rồi bắt đầu cha mẹ ghiền những cái thịt tử thi của con này con kia vào trong cái bụng này. Và chúng ta ăn thịt tử thi đó cho đến ngày chết. Ngày nào chúng ta cũng phải nuôi chúng bằng những cái thịt tử thi, và ngày nào chúng ta cũng phải thải ra phẩm, nước tiểu, và phải tắm rửa. Nhưng ngày nào mồ hôi, mồ hám cũng rất là tanh hôi. Đó là chúng ta còn khỏe mạnh. Còn có, chúng ta còn có nhiều người mang bệnh như là hôi lách hay là hôi miệng. Nói chung là ngày hôm nay chúng ta cũng phải dọn phân, dọn nước tiểu và làm những cái nơi kín đáo để mà thải ra những cái vật uế trượt từ cái thân này. Nhưng mà không khi nào chúng ta thấy được cái sự thật của chúng, bởi vì vô minh và tham ái tà kiến luôn luôn che đậy. Chúng ta xây nhà thật đẹp cho chúng, thay những cái phòng tắm thật sạch sẽ, làm cái gương để cho chúng ta đứng để soi cái thân, chúng ta chải tóc, vuốt đầu. Và tham ái đối với cái thân này là vô cùng lớn. Bởi vì chúng ta chấp cái thân này là của tôi. Và cái sự ngu sống khi chúng ta tiếp xúc thì chúng ta được cần được khen, được tặng, làm ăn những cái đối tác vân vân. Và càng ngày chúng ta càng nhiễm đắm với cái thân của mình rất là lớn. Vậy Đức Phật dạy cho chúng ta về cái pháp quán 32 thể trược. Để chúng ta nhìn thấy sự thật. Quán 32 thể trược ở đây không phải để chúng ta quán về tóc, về lông, móng, răng, da. Cái đó là chúng ta đọc. Chúng ta đọc chứ phải chúng ta thấy được cái thân thể trược của mình. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cân, xương, tủy, thận, viêm, gan, da, lông, nát, lách, phổi, ruột, già, ruột, lông, Phật, thực, chia, tiêu, hóa, phẩm, bậc, đàm, mũ, móng. Có mổ nước mắt dầu trong da, nước miếng, nước mũi, nhớt, tiểu ốc. Chúng ta không thể đắc chứng đạo quả được đâu. Mà 32 thể trược ở đây đức là những cái tổ hợp sắc
ở mọi cái tổ hợp sắc, cái thành phần ở trên tóc, lông móng, răng da, cái chế định, mọi cái tổ hợp đó liên quan tới cái đó đều chỉ là các cái vật quế trược, hôi tanh, hôi thối, tan giá, bẩn thỉu. Chúng chỉ là những cái sắc vô chi vô giác, không hơn không kém. Và chúng mang cái bản chất hôi thối tanh hôi từ lúc mà chúng vào bào thai cho đến ngày chết, và càng chết thì chúng lại càng tan rã và hôi thối. Và thường thì cuộc sống khi mà có tâm, chúng ta tắm rửa hàng ngày, chúng ta cứ nghĩ cái thân của mình là thơm tho, là đẹp đẽ, là sạch sẽ. Nhưng mà chúng ta không biết được rằng chúng ta sanh ra làm người, chúng ta ăn tử thi từ lúc mà sanh ra cho tới ngày chết đi, thì làm sao mà nó đẹp được, làm sao mà nó tốt được. Đức Phật dạy cho chúng ta quán về 32 thể trược để thấy được cái thân này, cái bản chất của chúng là như vậy. Và hàng ngàn ngàn, hàng triệu triệu những cái thân khác, chúng cũng chỉ vô chi vô giác, chúng cũng chỉ để quăng bỏ vào nghĩa địa, chúng cũng chỉ là những thứ bất tịnh, kinh tởm mà thôi. Cái thân này chúng chỉ là từng cái nhóm sắc khác nhau, được kết hợp, được cấu thành bởi các nhân và duyên. Chúng là vô thường, là biến hoại, là bất tịnh, là hủy diệt. Và cái thân này thì nào nó cũng tươm ra những cái xú uế, dầu là cái người đó ăn uống sinh hoạt theo cách nào. Dầu là chúng ăn xác chết hay là ăn những cái đồ chay, ăn những cái hoa quả, trái cây, thì bản chất của cái thân này chúng chỉ là những cái đồ dơ uế, những cái thứ bất tịnh, vô thường, tan rã. Chúng chỉ là các cái tổ hợp của các tứ đại khác nhau, do duyên của nghiệp sanh, của thời tiết sanh, của vật thực sanh, của tâm sanh mà thôi. Và cả đời cái thân này, chúng không nói với ai một lời. Chúng không biết xấu, không biết đẹp, chúng không biết khen, không biết chê. Chúng không biết buồn, không biết vui. Nhưng mà ai ai cũng chấp thủ vào và cho cái thân này là đẹp hết. Chỉ khi nào chúng ta nghe lời Đức Phật dạy có trí tuệ thì chúng ta mới thấy được thế giới này chỉ là những cái vật bất tịnh ngổn ngang ở đầu đường, ở xó chợ, ở các ngôi nhà, ở nghĩa địa. Chứ không có gì hết. Chúng ta nghĩ rằng cái thân của con rắn thật là kinh tởm,
chứ chúng ta không có nghĩ được cái thân của chúng ta là kinh tởm. Chúng ta nghĩ rằng con chó chết đổi ở trên sông chúng ta thấy là kinh tởm, nhưng mà khi chúng ta mang cái thân này chúng ta không thấy là kinh tởm. Bởi vậy nên là Đức Phật dạy cho chúng ta luôn luôn quán về cái thân thể trượt này để tận diệt cái gì? Để tận diệt ái, để tận diệt vô minh. Tận diệt vô minh. Để chúng ta không có thích thú trong cái sự khen, chúng ta không có bực phiền trong cái sự chê, để ta không còn thích cái sự lịnh hót, vì chúng ta biết được bản chất của các pháp. Dù chúng ta học giáo pháp Đức Phật nói về 3-22 thể trượt, nhưng mà có mấy khi nào chúng ta quán đúng về nó? Tại vì chúng ta không hiểu thực sự nó, nên là chúng ta không có giác ngộ. Chứ còn giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Ngài là rất thiết thực, là rất hiện tại. Nhưng mà cái hiểu của chúng ta nó bị lệch lạc. Chúng ta chỉ thích nghe một câu chuyện dài, và chúng ta thích nghe đời sau của mình. Chúng ta đi đến chùa mà ai thuyết giảng nói về đời sau, phước báo như thế này như thế kia, vị làm như này sẽ được như này như kia, chúng ta thích thú lắm. Nhưng mà chúng ta quên hết những cái gì hiện tại. Chúng ta bỏ hết những cái gì là thực hiện giờ thì làm sao mà chúng ta có thể xứng đáng là con của Đức Phật được. Chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Không có. Thế gian này chỉ là bãi chiến trường, thế gian nào cũng vậy. Chỉ là những cái nghĩa địa, chỉ là những cái thân hôi thối vất vưởng ở đầu này đầu kia, đi kiếm ăn ở đầu này đầu kia, rồi bỏ ở chỗ này chỗ kia mà thôi. Hạnh phúc là gì? Chỉ khi nào chúng ta hiểu được và diệt tận mọi tham ái không đưa đến tái sanh thì chúng ta mới chấm dứt được khổ đau, mới thanh tịnh mà thôi. Có ai có phước bằng Đức Phật không? Nhưng mà Ngài cũng vẫn đói, vẫn khát, vẫn sanh, vẫn bệnh. Mình Ngài diệt được trừ sanh, nhưng Ngài vẫn bệnh, vẫn già, vẫn chết. Ngài là bậc toàn giác, Ngài có muốn gì được đó không? Không thể. Ngài chỉ chứng ngộ những cái gì chứng ngộ, chứ Ngài không có muốn cái gì được cái đó được. Các pháp vẫn giữ nguyên cái tính chất của nó. Không có ai thay đổi trí tuệ thành chánh niệm được. Không có ai thay đổi chánh niệm thành tham được. Không có ai thay đổi đối tượng thị giác thành âm thanh được. Không có ai thay đổi cái thân bất tịnh này trở thành tịnh được. Do đó mà chúng ta cần phải nhớ là tất cả thế giới này chỉ là những bãi tha ma mộ địa được chôn và chưa chôn thôi. Khi mà chúng ta hiểu về thân một cách toàn triệt như vậy thì chúng ta không có còn thích cái thân sau nữa.
cái thân sau thì cũng lại là xương, lại là mũ máu mật đàm, lại phải ăn những cái xác chết và ăn không bao giờ hết được thế gian này. Chúng ta thấy bao nhiêu tỷ người ăn xác chết, từ ăn tử thi từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, từ kiếp này qua kiếp khác, có hết bao giờ đâu, không có hết được. Chúng ta tưởng chúng ta sống có cái gì đó rất là hạnh phúc, đó là vô minh nói cho chúng ta chứ không phải trí tuệ. Hằng ngày chúng ta phải ăn thịt chúng sanh, ăn cái tử thi của chúng sanh bỏ lại, rồi chúng ta lấu xì xà xì sụp, bỏ cái cải cái rau,